Chào mừng quý vị đang theo dõi trên kênh tin tức 24 giờ của chúng tôi. Chúc quý vị có một ngày mới thật vui vẻ và hạnh phúc. Quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để không bỏ lỡ những bản tin hay, hấp dẫn trên kênh của chúng tôi. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi. Lộ ảnh làm ruộng lội bùn của tân hoa hậu Đỗ Thị Hà đẹp từ trong trứng là có thật. Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 đã chính thức diễn ra tại nhà thi đấu Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc thi có sự góp mặt của 35 ứng viên đầy tiềm năng xinh đẹp. Trải qua các phần thi áo dài, bikini, trang phục dạ hội, ứng xử tài năng, ngôi vị danh giá nhất đã chính thức gọi tên người đẹp xứ Thanh Đỗ Thị Hà mang số báo danh 245. Hoa hậu Việt Nam 2020 năm nay 19 tuổi. Cô nổi bật với gương mặt có đường nét thanh tú, nụ cười rạng ngời, ánh mắt cuốn hút và đầy tâm tình cùng hình thể vô cùng nóng bỏng. Sau khi đăng quang, loạt ảnh quá khứ từ thời trung học của Hoa hậu tiếp tục làm dân tình bấn loạn. Đỗ Thị Hà xuất thân từ gia đình làm nông thuần túy, được biết cô rất thạo việc đồng áng và cấy gặt như bao bạn bè khác. Chính vì thế, khi chứng kiến giây phút con gái đăng quang, bố của cô đã nói vui rằng đăng quang nhưng vẫn phải đi cấy. Được biết, tân hoa hậu là một người tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ của thôn xã. Thời điểm này, Đỗ Thị Hà đã sở hữu chiều cao vượt trội so với bạn bè đồng trang lứa. Nhan sắc của tân hoa hậu năm lớp 9 không có quá nhiều sự khác biệt so với thời điểm đăng quang. Cận cảnh gương mặt mộc bất chấp camera thường của Đỗ Thị Hà. Có thể thấy, từ thời còn ngồi trên ghế trung học, hoa hậu đã sở hữu vẻ đẹp hồn nhiên, trong sáng, ngọt ngào. Câu nói đẹp từ trong trứng sinh ra đúng là để dành cho cô. Nhìn những hình ảnh quá khứ của người đẹp gốc Thanh Hóa, nhiều người phải gật gù thừa nhận rằng tuy không có gương mặt trắc sảo cá tính, nhưng Đỗ Thị Hà lại thu hút người đối diện nhờ vẻ ngoài ngọt ngào, dịu dàng, đúng lứa tuổi, đặc biệt là làn da hồng hào, ngũ quan nhỏ nhắn. Mới đây, cư dân mạng thích thú khi phát hiện ra một vài người bạn của tân hoa hậu đã từng comment vui dưới status của cô. Hoa hậu tương lai hay em cứ nói như này, sao thành hoa hậu rồi lại bị báo chí soi đấy. Những comment này được viết vào một năm trước, không ngờ rằng một năm sau lời đồn đoán thành sự thật. Netizen liên tục bình luận dưới comment của bạn hoa hậu Đỗ Thị Hà. Biết tiên tri nè, hay thật, hoa hậu có bạn tiên tri ghê thật. Tờ nói một năm trước và một năm sau thành hiện thực. Bạn mình ngày xưa đi học cũng thế, nói đâu trúng đó, giờ thì đỉnh của đỉnh. Bị nổ thông báo vì nhiều người đào xới lại comment cũ, tờ, bạn của hoa hậu Đỗ Thị Hà có comment tiên tri đã trả lời lại. Khổ thế trời, tiên tri gì đâu mọi người. Bé này ở ngoài xinh mà hiền quá trời, đã thế còn hòa đồng lễ phép, cả xã cũng biết, lớn lên làm hoa hậu rồi nha. Không phải mình tui tiên tri đâu ha. I'm so in love with you.